Let us join with our inner master. Hãy cùng hòa vào vị thầy bên trong mỗi chúng ta. Let us live a life beyond the limitations. Hãy cùng sống một cuộc đời vượt lên trên những giới hạn. Let us live with full of grace. Hãy cùng sống trong sự duyên dáng. Let us celebrate our human connection. Hãy cùng ăn mừng sự kết nối giữa người và người. Beyond race. Vượt lên trên chủng tộc. Beyond any identifications. Vượt lên trên những sự định danh. Poor, rich, Giàu, nghèo. this person, that person does not matter. Những điều này không còn quan trọng. Human is precious. Con người là quý giá. All that we can do, appreciate the existence of our human connection. Tất cả những gì chúng ta có thể làm được, đó là hãy trân quý sự hiện diện của loài người. We are breathing. Breathing itself is a celebration. Chúng ta đang thở. Con thở là con ăn. Our inner organs working well, our heart working well, our lungs working well, our digestion system working well. All organs working well, that is itself a celebration. Tất cả các cơ quan nội tạng của chúng ta đều đang làm việc rất tốt, rất chăm chỉ cho chúng ta. Life is celebration. Cuộc sống này là sự ăn mừng và lễ hội. Those who don't know this, they suffer. Những người không biết điều này, họ sẽ bất hạnh và khổ đau. Those who don't know this, they worry. Những người không biết điều này, họ sẽ lo lắng. Those who don't know this, they fear. Những người không biết điều này, họ sẽ sợ hãi. And friends, when we make conscious celebrations, conscious spaces, people will start to awake. They start to connect with their inner master. Và khi mà chúng ta mở ra những không gian tỉnh thức, những người bạn sẽ bắt đầu được kết nối với vị thầy bên trong chính họ. This is how we can support our humanity, our human connection. Đây chính là cách chúng ta có thể hỗ trợ sự kết nối giữa người và người. One more time reminding, life is celebration. Một lần nữa, thầy gợi nhắc cuộc sống này là lễ hội. We are breathing. The breath itself is celebration. Chúng ta đang thở, hơi thở chính là sự lễ hội.